có một vài cơ sở bán DVD, cái DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi, nhưng mà không ai mua. Tú Quỳnh bán mà không bán được một cái cuốn nào hết, và đồng loạt cộng đồng họ tẩy chay. Còn những cái cơ quan khác họ không dám bán tại vì sợ bị biểu tình. Và bây giờ chúng tôi nói lý do tại sao mà cuốn DVD phải làm lại, mà tại sao làm lại mà cái lá cờ vàng vẫn không được thay thế hay được xóa bỏ. Có ba lý do mà DVD bị thu hồi lại là: thứ nhất, cờ vàng; thứ hai, phần phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn; và thứ ba, thay hình bìa của DVD. Ba lý do này quý vị nghe thấy cũng tức cười lắm. Lý do thứ nhất, lý do cờ vàng thì chúng tôi đã dẫn giải như trên. KBG hải ngoại rất ngạc nhiên tại sao đạo diễn Trần Nhật Phong bỏ ngoài tai những lời góp ý từ trong nước trên Facebook và trên các mạng Internet. KBC hải ngoại cũng nhắn qua Etcetera và Vũ Hoàng Lân về vụ DVD có cờ vàng sẽ không được ủng hộ bởi các khán giả không thuộc cấp lãnh đạo. Có thể ngay cả cấp lãnh đạo ở Việt Nam cũng không dám lưu trữ vì sợ tai bay vạ gió. Nhất là tài liệu trên KBC hải ngoại và phố Bôn Sa TV cũng có rất đầy đủ và chi tiết, thì tàng trữ cái DVD mà có cờ vàng để làm cái gì, có lợi gì lộc gì không? Sự kiện mà mang cái đoạn phim biểu tình có cờ vàng từ trước ra phần sau của DVD, lúc đầu đó thì cái cuốn DVD đó là có chiếu cờ vàng trước đấy, để xong xong rồi bắt đầu mới cái Trường Sa trong mắt chúng tôi. Nhưng mà sau đó đó thì sau khi bị phản đối thì lại Trần Nhật Phong đưa cái đoạn mà biểu tình cầm cờ vàng đi ra phần sau của DVD. Đấy, quý vị thấy rằng đó, nó có những cái lưu manh nó nằm trong đó. Và sự kiện mang cái đoạn phim biểu tình có cờ vàng từ phần trước ra phần sau của DVD đã nói lên một cái sự thật là đạo diễn Trần Nhật Phong có công nhận, có tính nhạy cảm từ cái lá cờ vàng với khán giả trong nước, nhưng cũng không thể bỏ cái đoạn phim có cờ vàng. Không những như vậy còn đưa thêm vào cái đưa lại vào cho cái phần sau rất thích hợp với lời tuyên bố của Trần Nhật Phong: tôi không theo quốc gia và tôi cũng không theo cộng sản. Nhưng một điều không chối cãi là Trần Nhật Phong rất thân với Ngô Kỳ, một nhà chống cộng đến chết, 5 hoặc 10 năm hoặc 100 năm cho đến đời con cháu. Phải đây là cũng là một cái áp lực từ Ngô Kỳ lập thành tích lén lút đưa được cờ vàng về Việt Nam qua video DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi, một giả thuyết nhưng có tính khả thi. Bởi vì sao? Bởi vì Ngô Kỳ lúc đó, đó đang ở nhà của Trần Nhật Phong. Ngô Kỳ ở nhà một người chống cộng, ông ta rất ở trên mái nhà leo lên làm cái treo đèn Giáng sinh, trang hoàng đèn Giáng sinh, thì bị trượt và từ trên mái nhà rơi xuống đất và chết. Con gái ông đuổi Ngô Kỳ đi là bởi vì á, mỗi một ngày Ngô Kỳ trốn không dám nhận đơn thư của chúng tôi, và cảnh sát tới và con gái của anh bạn thì làm cho nhà nước nhân viên công chức, thành nhà cô cháu không muốn dính dấp gì tới cái pháp lý, cháu đuổi Ngô Kỳ đi. Ngô Kỳ ở nhà Trần Nhật Phong buổi tối ngủ đâu không biết, nhưng mà ban ngày á, thì hay ngồi dưới cái bàn ở ngoài, những cái gốc cây ở bên ngoài, để tại vì nó rất gần với lại cái wifi. Chúng tôi xin đọc tiếp về phần phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Phần phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bị hư, mà theo lời Trần Nhật Phong đó là vấn đề kỹ thuật, nhưng bắt buộc phải làm lại vì đoạn phim bị dập không nghe rõ. Với tư cách là một người khán giả thuần túy, KBC Hải ngoại nhận thấy đây là một cái lỗi cầu thả của người thiếu trách nhiệm khi thực hiện.
nhất là đoạn phát biểu của vị trưởng đoàn là một viên chức cao cấp trong chính phủ. Cho dù không kiểm soát hết được chi tiết cuốn phim, thì ít ra những phần quan trọng này cần phải được kiểm soát cẩn thận trước khi phát hành. Và chúng tôi đã hỏi Vũ Hoàng Lân cái phần phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có bị hư trong cái video của em giao cho Ngô Kỳ, cho Trần Nhật Phong hay không? Vũ Hoàng Lân nói không, video em đầy đủ hết. Thì trong cái phần mà phát biểu đó đã được chiếu trên Phố Bốn Sa TV, thì tại sao mình lại phải ma đầu ma nớp để làm cái phần phát biểu của ông dập đi, để cho cái nhóm cộng đồng chống cộng cực đoan nó không có bị nhạy cảm? Tại sao Trần Nhật Phong phải làm vậy? Tại vì nó phải ôm bưng bô cái nhóm chống cộng cực đoan mà thôi. Phần thứ ba, đây là lý do chính chúng tôi nghĩ rằng nhân dịp làm lại cái phần mà đưa cái lá cờ vàng ở đằng trước, cái video đầu tiên á, thì để đằng trước đưa ra đằng sau, rồi cái lời phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng được sửa lại. Bây giờ phần thứ ba là thưa quý khán giả, chuyện gì? Cái hình bìa của DVD chỉ có Etcetera và nhiếp ảnh gia Hứa Trung Quân, nhưng nội dung cũng không có những đoạn phim về hai người này. Tại sao? Không lý Etcetera sợ? Không. Tại lý Hứa Trung Quân sợ? Có thể. Tại vì chúng tôi không nói chuyện ông Hứa Trung Quân. Thì Etcetera nói rằng nó loại luôn cả em nữa mà cũng ngồi chi anh với chị Hằng. Đó là Etcetera nói. Nhưng mà người tinh tế nhìn thấy đây là một sự bỏ sót cố tình của đạo diễn Trần Nhật Phong để không đưa hình ảnh của nhà báo Nguyễn Phương Hùng và ca sĩ Lệ Hằng vào mà không bị khiếu nại. Tức là ấy, Etcetera với Hứa Trung Quân cũng đâu có đâu. Làm sao mà anh nói rằng chúng tôi xóa ra hóa xóa có anh mới lại ca sĩ Lệ Hằng. Còn Vũ Hoàng Lân thì đương nhiên không có rồi. Thì do đó cái hình ảnh của các nhà báo khác cũng bị vạ lây trong mắt đạo diễn đóng vào mồm kép Trần Nhật Phong, để loại trừ hình ảnh Lệ Hằng và Nguyễn Phương Hùng. Thì ra cái thằng Trần Nhật Phong này nó có chủ đích, nó không để những hình của Vũ Hoàng Lân hay của Etcetera hay là của ông Hứa Trung Quân, là để là khi ai thắc mắc thì nó bảo rằng tôi không để hình mấy nhà báo đó. Mà cái cuốn truyền xa trong mắt chúng tôi là nói về năm nhà báo này, bốn nhà báo này và một ca sĩ đi mà lại không để. Và ngay trong cái phần đầu, đáng nhẽ nếu mà là nhà đạo diễn Trần Nhật Phong phải giới thiệu, lần đầu tiên một phái đoàn nhà báo tại Quận Cam đã đi về Việt Nam tháng 9 năm 2012, và ngày hôm nay tháng 4 năm 2013 lại những người này lên đường đi ra ngoài Trường Sa, gồm có okay, ông Nguyễn Phương Hùng, Etcetera, ông Vũ Hoàng Lân, ông Hứa Trung Quân và ca sĩ Lệ Hằng. Không giới thiệu và cũng không để hình ảnh. Thật là một cái thủ đoạn rất là khốn nạn. Và có lẽ DVD lần làm lại này có sự khiếu nại của Etcetera nên mới có thêm lại được hình ảnh của hai người này. Tức là cái cuốn DVD số 2 này có được hình ảnh của hai người này. KBC Hải Ngoại có cả hai DVD trong tay. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ chiếu luôn cả hai cái DVD để cho quý vị quan sát những lời nói của Nguyễn Phương Hùng không có là vu oan giá họa, không có ngoa, không có điêu như là cái thằng điêu Trần Nhật Phong. KBC Hải Ngoại không dám quả quyết có sự thù oán cá nhân của Trần Nhật Phong, vì có gì đâu mà thù oán nhau, mà có lẽ vì áp lực của Ngô Kỳ, nhà đấu tranh Ngô Kỳ chắc chắn không muốn cho cái thằng nhà báo Nguyễn Phương Hùng và cái con ca sĩ Lệ Hằng được nổi tiếng thêm bằng cái hình ảnh trong DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi.
nhưng mà cuối cùng vẫn phải để cho Etcetera và Hứa Trung Quân có mặt trong đó, vì sự khiếu nại của Etcetera, Hứa Trung Quân mà mục đích Trần Nhật Phong cố tình không đưa bất cứ một hình ảnh nhà báo nào trong đó, để lỡ mà Nguyễn Phương Hùng này có khiếu nại thì còn cách trả lời rằng á, đâu phải mình ông, mới tất cả không ai có hình ảnh hết. Nhưng mà thưa quý khán giả, có cái lẽ điều này đúng, vì toàn bộ video của KBC hải ngoại cũng đã chuyển qua cho Việt Weekly như yêu cầu, nhưng cái đoạn cuối DVD Trường Sa Trong Mắt Chúng Tôi chỉ cảm ơn Việt Weekly và Phố Buôn Sa TV, không cảm ơn KBC hải ngoại. Quý vị thấy không, chúng tôi đưa toàn bộ video cho Việt Weekly để đưa cho Trần Nhật Phong, mà Trần Nhật Phong không cảm ơn KBC hải ngoại. Như vậy Trần Nhật Phong đã không thèm sử dụng một đoạn phim nào của KBC hải ngoại, mà chỉ dùng rất ít cái đoạn phim của KBC, của Phố Buôn Sa TV để chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong DVD. Dạ thưa quý khán giả, một cái đoạn này đã chiếu rồi, lát phần sau lại chiếu nữa, phần sau lại chiếu nữa. Có những cái đoạn của Phố Buôn Sa TV được chiếu tới 3 lần. Còn của Etcetera thì chiếu vẫn phớt qua, chỉ đâu cũng có 1-2 lần. Riêng KBC hải ngoại hoàn toàn không được Trần Nhật Phong dùng bất cứ một cái đoạn nào trong video để đưa vào trong này. Thì thưa quý khán giả, dù là bạn thân với Ngô Kỷ, nên Trần Nhật Phong cũng vẫn sợ cái sự cháo trở của Ngô Kỷ. Hơn ai hết Trần Nhật Phong phải biết điều này. Ngô Kỷ là người sớm đầu tối đánh và phản Tùng. Bằng chứng hiện tại bây giờ Ngô Kỷ đang chửi Phan Kỳ Nhơn, đang chửi Liên hội Cựu Chiến sĩ, đang chửi Tập thể Chiến sĩ Việt Nam hải ngoại, và đang chửi ông Chủ tịch Cộng đồng Bùi Thế Phát, và những người mà trước đây Ngô Kỷ đã từng ngồi chung mâm với nhau. Thì Ngô Kỷ là một con người sớm đầu tối đón. Thì Trần Nhật Phong cũng vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Và những người ở Việt Nam đang dùng Trần Nhật Phong cũng như dùng cả Võ Đông Cung để đánh nhà báo cũng là loại người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Nhưng mà đó, Ngô Kỷ, tôi rất phục Ngô Kỷ không tiếp tay với họ để đánh Nguyễn Phương Hùng. Bởi vì Ngô Kỷ tự tin, Ngô Kỷ là một con người đánh bằng chính đôi chân mình đứng vững, chứ không phải là đánh bằng những cái đám đóng vào ngò kép Việt Cộng. Trần Phong sợ gì? Sợ cái sự cháo trở Ngô Kỷ, và sợ cho chính nồi cơm của nghệ sĩ Vượng Mai và công việc chuyển âm phim bộ của Trần Nhật Phong. Và thưa quý khán giả, nếu Ngô Kỷ xác động biểu tình, tại vì Ngô Kỷ mà bị biểu tình, Phượng Mai là Phượng Mai chết nhỉ. Nhưng mà không cần Ngô Kỷ biểu tình, Phượng Mai cũng chết. Chúng tôi sẽ nói lý do tại sao Phượng Mai chết và lý do tại sao mà Trần Nhật Phong đi làm việc ở đâu cũng chỉ 1-2 tháng là xong. Mới đây Trần Nhật Phong qua bên Houston làm việc cho bà Hoàng Diệu Thảo. Bà Hoàng Diệu Thảo đã bỏ Nam Cali đi về bên Houston ra tờ báo. Trần Nhật Phong qua bên đó mới làm được 3 tháng cũng bị đuổi. Trần Nhật Phong chưa bao giờ làm việc với ai lâu hết. Làm đài nào là bị đuổi đài đó. Cái chương trình mà Trần Nhật Phong chuyển âm ở trong cái phim bộ của iCinema chúng tôi sẽ nói chi tiết sau. Do đó không phải chỉ có báo người Việt hèn, mà còn rất nhiều người hèn trong cái cộng đồng, đứng nửa trong nửa ngoài cái lằn ranh quốc cộng. Trước đây đạo diễn Trần Nhật Phong đã từng hỏi ý kiến đoàn nhà báo có nên để Ngô Kỷ theo đoàn báo chí về Việt Nam hay không. Câu trả lời Ngô Kỷ có phải là ký giả hành nghề hay không. Nếu nhà nước Việt Nam mời thì cứ việc mời tự do, tại sao Trần Nhật Phong phải thăm dò. Đó là câu trả lời của nhà báo với Trần Nhật Phong cái hôm bữa sinh nhật của ca sĩ Phượng Mai. Lúc đó chúng tôi còn tới nhà Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong hỏi là nếu mà Ngô Kỷ muốn đi đó, thì Etcetera đồng ý, Vũ Hoàng Lân đồng ý,
Còn riêng tôi đó, thì bây giờ cứ không có quan tâm để tôi hết, ăn thua nhà nước Việt Nam thôi. Còn vấn đề đi hay không đi thì cái chuyện của Ngô Kỳ đâu phải chuyện của tôi, mà tại sao tôi có quyền cho hay không cho. Và cuối cùng khi làm lại cuốn DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi, đạo diễn Trần Nhật Phong đã đạo diễn cái hình bìa khác, hình bìa cũ có hình cột mốc Trường Sa to gần hết cái DVD, và cái cột mốc Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa nhỏ bé khép nép bên dưới chân của cái cột mốc Trường Sa của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa với cờ đỏ sao vàng. Thì như vậy là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đè cái Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ đưa những cái hình đó lên để quý vị nhìn thấy kèm theo cái video này. Cái hình video cũ đó thì lấy cái hình mà Achatara chụp cái cột mốc của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa mới làm tại ở trong Tử Tây, và cái cột mốc của Việt Nam Cộng Hòa nhỏ chút xíu. Mà thưa quý vị, cái cột mốc làm như này đó thì là lại cái hình Việt Nam Cộng Hòa lại nằm ngay ở dưới cái ngã ba, ở cái chỗ nhân gian không thể thiếu. Nếu mà chúng ta lấy một cái hình chữ A này đó thì cái cột mốc của Việt Nam Cộng Hòa nằm ngay dưới cái đỉnh cái chữ A của cái cột mốc Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Thành ra đó, một số người theo lời Ly bán băng nhạc ở trong chợ Sài Gòn, em có nói rằng, anh Hùng, người ta tới người ta nói rằng, xin lỗi, chúng tôi lập nguyên văn, đù má nó để cho cái Việt Nam Cộng Hòa nằm dưới cái hãng của thằng Cộng Việt Cộng. Thành ra cái DVD mới đã sửa lại. Khi thu hồi cái DVD cũ mà làm được cái ấn bản mới đó, thưa quý khán giả, thì cái ấn bản mới được gửi về Việt Nam, trong khi ở cái bước ấn bản cũ đó không có thu hồi, vẫn để bán ở ngoài các chợ. Sau đó, đó thì bị phản đối, thì mới đi thu hồi các DVD cũ, đưa về bên Việt Nam và phát hành đợt mới, thay hình bìa mới và cột mốc của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa với cái ngôi sao vàng ở giữa bị xóa mất đi, và thay vào cái hình cột mốc Việt Nam to lớn đứng một mình ở ngoài hình bìa, trong khi cái cột mốc của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa với cái ngôi sao đã bị xóa đi mất. Ấn bản này Trần Nhật Phong bán tại hải ngoại để tránh sự dị ứng, nhưng mà người ta vẫn không có mua. Bởi vì thưa quý vị, tại sao mua một cái ấn bản về, người ta có thể in ra 1.000 cái ấn bản, 1 triệu cái ấn bản, nhưng mà cái người ta phát cho nhau đại gì bỏ tiền ra mua sản phẩm của Việt Cộng, đó là họ nói. Thì dù sao đấy đi nữa, cái ấn bản mới cột mốc Việt Nam Cộng Hòa xấu xí dị hợm lồi lõm Trần Nhật Phong đưa lên, tại sao đạo diễn Trần Nhật Phong bỏ cột mốc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và cờ đỏ sao vàng? Rõ ràng để lấy lòng cộng đồng và vì lý do kinh tế để được bán DVD. Tuy nhiên, ảnh hưởng bởi dư luận về DVD cũ cho nên DVD mới cũng đã không được các đại lý tiếp nhận. Mở ngoặc đơn ra, sản phẩm của Việt Gian, dù rằng Việt Weekly đã cải chính, không có dính dấp vào cái chuyện phát hành. Achatara có viết trong báo Việt Weekly, nói chúng tôi hoàn toàn không có liên quan tới quyền cái DVD này và chúng tôi không có nhận bất cứ lợi nhuận nào từ tổng lãnh sự. Có nghĩa rằng Trần Nhật Phong ăn trọn gói $9,000. Nhưng rõ ràng những người không biết, không xem cả hai ấn bản DVD có được nhà nước thỏa thuận hay đã được xem qua chưa?
Tại vì nếu mà coi hai cái DVD, quý vị mới nhìn thấy cái sự khác biệt ở trong đó. Chúng tôi hứa, chúng tôi sẽ làm cái DVD này, đưa lên YouTube. Và tôi thách thức Trần Nhật Phong thưa chúng tôi về cái tội chủ quyền. Bởi vì Trần Nhật Phong không có đi, không có đài nào chủ quyền hết. Mà tôi, nếu mà đưa chúng tôi ra tòa, chúng tôi sẽ thưa ngược lại, ăn cắp những sản phẩm của chúng tôi để làm DVD. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Nhưng rõ ràng đạo diễn Trần Nhật Phong đã có chủ tâm không thành thật khi cướp giật số tiền lợi nhuận 10.000 Mỹ Kim tiết lộ của nhà báo Trần Đông Đức, cộng tác viên của BBC và RFA. Đã thưa, Trần Đông Đức báo cho etc. là Trần Nhật Phong được 10.000 đô la làm cái DVD này. Và Trần Nhật Phong, sau khi chúng tôi hỏi Vũ Hoàng Lân, Vũ Hoàng Lân nói em lấy có 500. Và chúng tôi hỏi Trần Đông Đức nói rằng Ngô Kỳ được 1.500. Đó là lý do tại sao mà etc. chỉ được có 3.000. Chính Trần Đông Đức là người tố cáo Trần Nhật Phong. Tại sao? Tại vì Trần Nhật Phong đá Trần Đông Đức ra khỏi BBC để Trần Nhật Phong nhảy vào. Nhưng mà sau này thì BBC không dùng Trần Nhật Phong nữa. Thỉnh thoảng Trần Nhật Phong viết được một cái bài đưa lên BBC và được trả 200 Mỹ Kim. Những cái bài mà viết lên BBC đó được trả 200 Mỹ Kim là những bài chửi nhà nước Việt Nam. Thí dụ Bụi Đời Chợ Lớn. Thí dụ anh Nick quên mất ra cái họ của anh ta, cái người mà cụt hết hai chân đấy, và viết cái cuốn thứ ba là cuốn cái bài thứ ba là cái bài Giáo Sư Thái Hà đấy. Trần Nhật Phong nói rằng không có cái tự do tôn giáo. Và những bài sau này nữa, những bài sau này chúng tôi không để ý nữa, tại vì nhà nước Việt Nam không để ý, chúng tôi để ý làm gì? Thành ra mất gì đó. Nhưng mà có rất nhiều bài, quý vị nào nghe trong BBC hoặc đọc những bài viết ở trong BBC, quý vị thấy rằng Trần Nhật Phong chửi nhà nước Việt Nam như thế nào. Thì Vũ Hoàng Lân, chúng tôi đã nói ra đã đồng ý bản quyền là 500 Mỹ Kim thì không có cái chuyện gì rắc rối để bán thêm. Vâng, thưa quý khán giả, chưa hết. Thường thì DVD nào cũng phải có lỗ tròn ở giữa để đưa vào cái chụp máy DVD, đúng không? Thì tấm hình cột mốc chủ quyền của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa thay vì để bên ngoài bìa được giấu vào trong cái DVD, cái đĩa DVD. Và họ cố tình để cái cột mốc ở trong cái DVD đó, nhưng mà đó cái lỗ tròn ở trong DVD đó đó là nó xóa đi cái ngôi sao, thành ra cái cột mốc có để đi nữa không, cũng không có ngôi sao, bởi vì cộng đồng nó dị ứng cái chữ ngôi sao, mặc dù trên nó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa nhưng cái ngôi sao ở dưới thì bị xóa. Quý vị thấy những điếm đàng lưu manh âm mưu đưa cái cột mốc của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa đi vào bên trong cái bìa, từ cái bìa đưa vào bên trong cái đĩa, và ở trong cái đĩa cố tình để cái cột mốc và cái ngôi sao vàng bị đục thủng đi ở trong cái cột mốc. Không để thì thôi, tại sao để một cái điếm đàng để nói lên một cái tinh thần lưu manh của mình như vậy? Tấm hình bên trong của DVD lại vẫn dùng cái cột mốc Trường Sa của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng thay vì đưa hình lên cao, thì cái người thiết kế, tức là Trần Nhật Phong, đã làm cho ngôi sao vàng trên cột mốc bị biến mất ở ngay cái lỗ tròn đó. Chúng tôi sẽ chụp hình cái này và đưa lên cùng sau cái video này. Với cái hình bìa mới, DVD đục lỗ nơi ngôi sao vàng, và với cái sự liên hệ quen biết của Ngô Kỳ, đạo diễn Trần Nhật Phong đã khóa sổ chỗ đứng ở bên Việt Weekly. Tại vì sau cái vụ này thì
Etcetera Nguyễn Quang Trường đã đuổi Trần Đạt Phong ra khỏi cái tòa soạn, không cho viết bài, không cho đến tòa soạn Việt Wikileaks nữa. Nếu không muốn nói là một cái sự nịnh bợ cộng đồng chống cộng vô lối của Trần Nhật Phong. Tuy nhiên, theo lời nhà báo Đoàn Trọng, thì khi Trần Nhật Phong trở về đầu quân với nhóm của ông Phan Kỳ Nhơn, thì đã được bà Trần Thanh Hiền trả lời, chơi với mày còn nguy hiểm hơn là chơi với Việt Weekly. Trần Nhật Phong chơi trò đu dây trong cộng đồng và đã tự giết mình khi không còn ai chịu cầm đồng mối cho đu dây. Nói tóm lại, KBC Hải Ngoại một cách rất thành thực nói lên nhận xét của mình có thể đúng hoặc sai vì yếu tố chủ quan. Nhưng hai nhân vật được hầu hết các báo chí, đài truyền hình trong nước đề cập, phỏng vấn hoặc chiếu hình thì lại không có hình ảnh trong cuốn DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi. Điều này không thể nói là vô tình mà nhất định phải là một cái âm mưu. Nhưng chiếu hình ảnh của ca sĩ Lệ Hằng và nhà báo Nguyễn Phương Hùng đủ nói lên không phải là sự khiếm khuyết của cuốn phim mà là một sự thất bại hoàn toàn. Phải chăng lý do là DVD đã được thực hiện theo đơn đặt hàng của những người chống cộng, hoặc ít ra cái lời góp ý là đòi hỏi cần phải loại bỏ những đoạn phát biểu của nhà báo Nguyễn Phương Hùng và bài hát Về Đây Nghe Em của ca sĩ Lê Hằng, người ca sĩ đầu tiên đã hát tại biển đảo Trường Sơn cho các anh chị em Hải quân Quân đội Nhân dân. Những âm mưu ấu trĩ để loại trừ Nguyễn Phương Hùng và Lệ Hằng sau này có sự dỉ tai tuyên truyền là một sản phẩm trái chanh vắt nước của Cộng sản Việt Nam. Bằng câu như này, cuối cùng vợ chồng hắn cũng đã bị nhà nước Việt Nam loại trừ. Ý nói rằng loại trừ ra khỏi cái DVD đấy, giống như là bây giờ nhóm cái tương lai ngấm nghé về Việt Nam hãy nhìn vào Nguyễn Phương Hùng để mà làm gương. Trang mạng của nhà báo Nguyễn Phương Hùng với một số độc giả mỗi ngày vượt qua trang mạng báo của người Việt đủ nói lên sự thành công của chủ trương KBCHN, thì những luận điệu này cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng thật sự không quan tâm đến sự không có lời cảm ơn trong DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi, mà cũng không quan tâm gì đến hình ảnh của ông và ca sĩ Lệ Hằng có hay không trong DVD này. Một cuốn DVD do một người không dám đi Việt Nam, đóng vào một ngoặc kép, không dám đi Việt Nam thực hiện mà lại cố tình loại bỏ những người được xem như là nhân vật chính trong chuyến đi, thì tự nó nói lên cái giá trị của cuốn phim chỉ thực hiện vì cảm tính và chôn chĩa công lao của những người đã can đảm có mặt trong chuyến đi đầy cam khổ và thiếu thốn tiện nghi. Chưa kể sự hiểm nguy, biết đâu một trái tên lửa của Trung Quốc thì con tàu HQ-571 cũng đã tan tành thôi, thì DVD Trường Sa trong mắt chúng tôi đã bị thất bại. Chủ đề Trường Sa trong mắt chúng tôi đã thiếu sót ngay trong nội dung. Ai là chúng tôi? Chắc chắn không phải là người ngồi trong studio là Trần Nhật Phong. Và cả thế giới biết đoàn nhà báo có ai và đoàn tàu có ai và làm gì, trừ đạo diễn Trần Nhật Phong. Do đó, cuốn DVD phải mang đúng chủ đề là Trường Sa trong mắt các nhà báo quận cao, chứ không phải Trường Sa trong mắt chúng tao Trần Nhật Phong.